Chào các em, chúng ta tiếp tục giải các cái nít tiếp theo của khối 9 để tìm những câu khó và lạ, rút kinh nghiệm cho những cái vòng thi sau. Rồi cái này ở hai cái nít trước thì thầy giải nhiều rồi. Bây giờ cái nào giải rồi thì lướt qua nhanh thôi ha. Ta chỉ dừng lại ở những câu lạ mới thôi. Đây bằng 4 kìa. Số đo góc tam giác đều thì 60. Tổng hai góc nhọn 90. Cái này bấm máy luôn cho nhanh. 7 căn 2 nhân căn của 8 trừ 2 căn 15. Căn 10 trừ căn 6 7 ra 7 kìa. Cái này ở nít trước thầy giải rồi nghe. Nít trước thầy giải rồi, các em coi lại đi. Là bằng âm 1 hay sao, nếu tôi nhớ không lầm. Rồi cái này giá trị nhỏ nhất sẽ đạt được lúc x bằng 0. X bằng 0 tại vì x nằm trong căn rồi, không được âm. Vậy thấp nhất là x bằng 0 thì lúc đó giá trị nhỏ nhất của cái này sẽ bằng 7 kìa. 7 cộng 0 cộng 0 cộng 0 đó. Rồi cái này bằng 4. Số đo góc vuông là 90. Này thì 2 trừ 3 thì bằng âm 1. Cái cuối cùng thì bằng 60. Dễ nha. 60 đi với 60. Âm 1 đi với âm 1. Bài nào ở nít trước thì các em về nít trước coi ha. 90 đi với 90. 7 thì đi với 7. Giờ 4 thì đi với 4. Bài thi số 2. Hy vọng gặp câu khó khó chứ toàn câu dễ không. Mất công mình ha. Này dễ quá kìa. 8, 5, 40 luôn á. Này thì là ra là trừ 2. Nếu thầy không lầm. Ở nít trước làm nhiều rồi. Cái này bằng bao nhiêu nhỉ? Không nhớ. 10x trừ 6 x bình cộng 6 x bình trừ 10x trừ 3x cộng 21 3 x bằng 6. Chính kìa. Toàn câu dễ không. Giá trị nhỏ nhất là 1 khi x bằng 3. Cái này hình như bằng trừ 2. Ở nít trước thầy giải rất kỹ bằng toán học luôn, chứ không có dùng máy tính. Rồi rút gọn cái này ta sẽ được là, nếu thầy nhớ không lầm là nó bằng trừ 76 hay sao. Rồi cái này bấm máy cũng được, nhưng mà lâu lâu ta làm mà ta nhắc lại cái cách làm việc bằng toán học ha. 12 ở dưới ta tách ra thành 11 cộng 1. Rồi 2 căn 11 ở giữa để nguyên. Thì cái này nó sẽ tạo thành một cái hàng đẳng thức em. Bên này cũng vậy, đổi dấu cộng giữa dấu trừ thôi. Tới đây nó sẽ bằng gì? Trong căn nó sẽ biến thành căn 11 trừ 1 cộng 1 chứ, tất cả bình. Bên kia thì thành gì? Căn 11 trừ 1 tất cả bình ha.
đáp án này nó sẽ ra chữ tuyệt đối. Chữ tuyệt đối của căn 11 cộng 1 rồi trừ cho chữ tuyệt đối của căn 11 trừ cho 1 rồi phá giá trị tuyệt đối thì giải thôi. Tuyệt đối căn 11 cộng 1 là số dương thì bằng chính nó ha. Còn chỉ đối bên này là phá ra là thành trừ căn 11 cộng cho 1. Vậy cuối cùng cũng ra 2 kìa. Ra 2. Còn bấm máy xong lâu rồi. À cái này là rơi vào giá trị tuyệt đối. Không biết nít trước thầy giải chưa. A nó sẽ bằng giá trị tuyệt đối. Trong căn này sẽ là 3x trừ 1 tất cả bình. Như vậy nó sẽ là giá trị tuyệt đối của 3x trừ 1. Bên cạnh là 5 trừ 3x. Không. Và ta dùng cái hàng đẳng thức. Dùng bất đẳng thức về giá trị tuyệt đối. Thì A nó sẽ lớn hơn hoặc bằng giá trị tuyệt đối của A cộng giá trị tuyệt đối của B thì lớn hơn bằng giá trị tuyệt đối của A cộng B ha. Tức là 3x trừ 1 cộng 5 trừ 3x. Vậy cuối cùng A nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 4 kìa. Giá trị tuyệt đối của 4 bằng 4 ha. Giá trị nhỏ nhất là bằng 4. Ở đây người ta không hỏi đạt được khi nào. Hỏi đạt được khi nào nó mới khó. Cái này ở trong căn nhân vô là thành 3 trừ 2 là thành 1. Căn 1 thì cũng bằng 1 thôi. Nhưng chả có câu nào khó cả. Hy vọng là bài số 3 này các em gặp nhiều câu khó. Rồi chúng ta sẽ giải tất cả những cái ô chướng ngại vật trên đường đi luôn. Điều kiện để hàm số này xác định thì mẫu khác không thôi, x khác trừ 1. Tam giác vuông ở A đường cao 3h thì hệ thức lượng đúng là cái gì? Cái này quá quen rồi. Âm 5 cộng 144 bằng 169, vậy căn sẽ bằng 13. Đa giác đều là hình vuông. Vuông, đa giác đều là các cạnh bằng nhau và các góc bằng nhau thôi. X bình cộng 1 thì không thể bằng 0, như vậy nhường cái việc bằng 0 cho x bình. X bình bằng 0 thì x sẽ bằng 0. Quá dễ dàng. Rồi các em chuyển cái này qua một bên, chuyển trừ căn này qua một bên, bình phương hai vế lên thì ta sẽ có là phương trình mới để giải x bình trừ 9 bằng 4 trừ 12. Cái này ở cái nít trước thầy giải kỹ càng luôn rồi nha. Kết quả là x sẽ bằng 3. Các em trở lại nít trước coi thầy giải như thế nào bằng cách có toán học chứ không phải là mò, chứ không phải là dùng máy tính. Cái này ta thử giải bằng tự luận thôi cả. Cho vui. Mình đang rảnh mà. Căn 2 trừ 3. Rồi ở trong căn 11. 11 thầy sẽ tách ra thành gì? 9 và 2. 9 cộng 2 là bằng 11. Còn 6 căn 2 thầy tách ra thành 2 nhân 3. Nhân cho căn 2. Vậy nó thành hàng đẳng thức đó. Không? Rồi, nguyên cái trong căn này sẽ biến thành 3 cộng 2 tất cả bình. Rồi tới đây thì chúng ta thấy xong rồi. Cái này là bằng căn 3 cộng 2 luôn. Cái căn đó bằng căn 3 cộng 2. Rồi nhân cho cái này lại rơi vào hàng đẳng thức số 3. Nó sẽ bằng 2 trừ 9. 2 trừ 9 thì bằng trừ 7 kìa. Còn bấm máy thì ra lâu rồi ha. Rồi cái bài này
thầy dạy ở cái nick số 2 rồi nha, rất kỹ càng. Các em coi lại đỡ mất thời gian của thầy. Bằng 3. Giá trị nhỏ nhất, cái này rơi vào hai cái giá trị tuyệt đối. Hình như ở nick trước thầy cũng có giải rất kỹ. Các em lần lại nick trước coi. Còn đây thầy giảng nhanh thôi. Cái căn thứ nhất nó sẽ biến thành giá trị đối của 1 cộng 2x. Còn cái căn thứ hai nó sẽ biến thành giá trị tuyệt đối của 3 trừ 2x. Các em chú ý giá trị tuyệt đối của 3 trừ 2x với giá trị đối của 2x trừ 3 thì cũng bằng nhau thôi. Cái này lớn hơn bằng 4. Coi lại nick trước ha. Cái này hình như là 1002. Coi lại nick trước. Chả gặp con nào khó nữa rồi. Chắc là nick này là nick cuối cùng mình giải thôi. Vòng này sẽ không giải nick nào nữa đâu. Rồi, x ở bằng trừ 2. Hình như là bằng trừ 2 thì phải. Không phải. Trừ 1 kìa. Trừ 1. Này cũng giải nick 1, nick 2 gì đó rồi. Giải rất kỹ bằng toán học luôn. Một hình hộp chữ nhật có dài cao thể tích. Vậy các em lấy thể tích chia cho chiều dài, rồi chia cho chiều cao nữa, là bằng 2 thôi gì đâu. Hỏi dễ quá. Bạn này bấm luôn. Căn 72 trừ 3 căn 20 trừ 5 căn 2 cộng căn 1.8 nhân căn 2 nữa bằng 2. Cái này 5 cộng 5 thì bằng 10. Bài này ở nick trước thầy giải rồi. Hình như là số 68 hay sao. 68 là 86. Thử ra 86 trừ 68. Đúng luôn. Em về nick số 1. Nick số 2 hay sao. Coi lại cái bài đó. Rồi hẹn các em ở vòng số 5 đi. Chứ vòng 4 không còn gì để mình khai thác nữa rồi.